Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tải cái phông chữ ở trên mạng và đưa vào trong Filmora để edit theo yêu cầu của một bạn subscriber trên kênh của mình. Thực ra thì nó rất là đơn giản nhé. Coi như là các bạn lên mạng, các bạn tải cái phông đấy, xong bạn về bạn cài lên máy tính của bạn. Thì cái phông có trên máy tính của bạn ấy thì Filmora nó sẽ nhận. Rất là đơn giản nhé. Cái trang mà tải phông ấy là trang daphong.com nhé. Trang này nhiều phông miễn phí. Bạn gõ vào daphong.com, enter. Sau khi bạn lên đây thì bạn sẽ tìm những cái phông này, phông nào hay thì các bạn thích thì các bạn tải về. Ví dụ mình tải đại thì một cái phông này nhé, cái phông này là Diamond Sparkling này. Chẳng hạn mình sẽ ấn vào cái nút này download nhé, tải. Sau bắt đầu bạn sẽ mở nó ra. Mở cái folder đó ra, kích chuột phải, chọn Show in Folder. Sau bạn kích chuột phải, bạn giải nén nó ra. Mình dùng cái phần mềm giải nén là 7zip nhé. Các bạn có thể tải cái 7zip ở trên mạng về bạn cài lên cũng được. Hoặc là các bạn dùng WinZip hay WinRAR gì cũng được. 7zip, kích vào đây, sau đó chọn là Extract to Diamond Sparkling. Nó ra một cái thư mục. Đây là cái thư mục mà có rất là nhiều loại phông. Sau các bạn mở cái thư mục này ra, các bạn chọn tất cả. Các bạn kích chuột phải, bạn chọn là Install for all users nhé. Tức là cài đặt cho tất cả các người dùng ở trên máy của mình. Và các bạn nhấn vào Yes. Nếu mà bạn đã có rồi nhé. Don't show. Ok. Close. Rồi, do this. Yes. Đấy, cài 8 cái này. Bạn nhớ nhé, tên nó là Diamond Sparkling nhé. Sau đó bạn sẽ vào trong Filmora. Bây giờ mình sẽ mở Filmora lên. Phiên bản mình đang dùng là Filmora 11.4.7 gì đấy. Chắc là sắp có Filmora 11.5 ấy. Nếu mà bạn nào đang dùng bản cũ hơn thì các bạn có thể cập nhật lên Filmora 11 để sử dụng được rất là nhiều cái tính năng hay. Ok. Của mình là 11.4.6. Thế này không phải là lúc nào các bạn cũng cần cập nhật ấy. Lúc nào mà các bạn thấy nó có nhiều tính năng hay thì các bạn cập nhật. Các bạn mở dự án New Project Diamond Sparkling. Mình đọc thế cho nhớ, một tí nữa mình lại không nhớ. Bây giờ mình sẽ đưa cái video xuống chẳng hạn, đưa video con hải cẩu. Bây giờ mình muốn check cái phông đấy thì bây giờ mình sẽ thêm cho nó một cái tiêu đề. Mình đi vào title, xong mình chọn là phần title tiếp theo nhé. Mình chọn một cái title đơn giản thôi, title 29 này, bạn kéo xuống. Sau bắt đầu bạn đổi cái chữ. Thì bây giờ vào đây bạn có thể đổi cái chữ này. Ví dụ phông mới. Đó, chữ phông mới này. Sau bạn chọn phông ở đây nhé. Chọn phông ở cái phần này. Thì các bạn 11.4 này thì bây giờ nó thường nó nhóm lại các cái nhóm phông ở đây. Đó, nó nhóm các cái nhóm phông ở chỗ này. Sau đó bạn có thể thêm một cái rất là hay. Đấy là đưa vào yêu thích. Nếu mà cái phông nào bạn dùng nhiều ấy. Cái phông này là phông Diamond nhé. Cái kéo xuống đây ở dưới này. Diamond Sparkling, tên rất là kêu, chữ D, A, B, C, D, E, đây, Diamond Sparkling. Đó, thì bây giờ bạn, nếu bạn hay dùng cái phông này ấy, thì bạn nhấn vào cái trái tim này, thì trái tim này sau nó sẽ đưa vào cái mục Favorite này nhé. Favorite thì kích vào Favorite, bạn sẽ tìm được các cái phông này. Thì trong cái Diamond Sparkling này nó đã nhóm lại. Nó gồm có mấy cái phông đấy. Đây, Diamond Sparkling Italic chẳng hạn. Thì bạn chọn vào đây. Đó. Phông mới. Ok. Bạn có thể đổi màu chữ, màu chép các thứ ở đây cũng được. In đậm, in điếc lên cũng được. Thế thôi. Ok. Đấy là cách làm nào để tải cái phông ở trên mạng và đưa vào Filmora để edit. Các cái phông khác thì bạn làm tương tự như thế. Rất là dễ dàng. Ok, video hôm nay hướng dẫn ngắn thế thôi. Nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn hãy like và subscribe kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.